Cắt. 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 Hello, xin chào mọi người, mình là Gamer. Hôm nay mình đang đi quay thêm một cái quảng cáo cho FIFA nữa mà. Bây giờ đúng ra là 2:45 rồi. Theo schedule chắc khoảng đến 6-7 giờ mới được về. Lần này mình làm cái show của mình này, mình đi quay là quay với Chris, đúng ra là mình quay với Đổ này, nhưng mà Đổ như bệnh đâu, Đổ nghĩa đúng là báo cho mình là đi quay quảng cáo cho Xúc Xích rồi. Và Chris thì các bạn biết có sự đào tạo, có sự học hỏi trong mấy cái ngành này, bây giờ Chris làm khá là chuyên nghiệp. Mình thì mình làm như cái đúng rồi, giao dịch thất thời vào lúc nhìn nhau phía mặt ba tin nhắn nhìn nhau phía mặt đó rồi, nhanh lên nhanh. Này thì phải đặt làm diễn viên. Em làm YouTube được mấy năm rồi? Là 4 năm rưỡi em. Được 1 năm. Thì mày làm rồi bỏ nè, bỏ. Mày em lại. Được cái. Hồi xưa thì cái là anh, ô điểm của anh nó luôn luôn loyal, nó luôn luôn không bác. Nhiều khác rồi anh. Biết điều đó mà. Anh đang làm đi em cho vui. Kiếm được kiếm, lúc mình kiếm được mình cảm giác mình thành công trong công việc. Xem đặc biệt. And action. Ok. Cắt. Cái này em không cần thiết không? Không gì. Đó, cái đầu ơi. 3, 1. Đó, chính xác. And action. Mình chạy hết cả cái này trước. Cái này phát hiện là không biết chưa. 10, 13.2, 15. Yeah. Cái phòng bên này cao lên chứ nha. Anh trả hết. Bên này anh trả hết. Anh trả. Xong chưa? Xong chưa? Thank you man. Chưa, chưa? Em chưa còn quay. À. Xe bay về chưa? Chưa rồi, cảm ơn. Hả? Xe bay về. Ờ, xong rồi. Bữa khác gặp nha. Dạ, cảm ơn xe bay. Con anh nha. Ừ, thank you, em lại tóc dài nha. Cảm ơn rất nhiều. Và đó là mình kết thúc một ngày đi quay. Đó. Với Chris, Chris vẫn đang ở đây finish làm xong nốt mấy đoạn scene cuối cùng và đang làm hot boy. Kìa, nhìn kìa. Đó. Bây giờ mình đang tìm đường ra, mình đi tìm đường về. Hôm nay nó thật ra là quay nhiều lắm, quay đủ mệt rồi. Quay nguyên cả ngày mình lời được cái choco pie. Đó. Đó là đủ cho cả ngày hôm nay. Mấy khi đa số mình làm mấy cái này thì mình học hỏi được nhiều thứ hơn và các bạn cũng đáng làm theo. Đó. Có mấy thứ mình cảm giác là mình không có thể làm được thì mình cố gắng á. Đó. Như vậy thì mình mới biết và mình có thể từ đó và làm tốt hơn trong công việc của mình. Bởi vì đi quay mấy cái này thật sự ra nó sẽ giúp mình rất là nhiều trong vlog, trong mấy cái show mà mình muốn làm. Bây giờ mình mới bắt đầu đi mấy cái show này thôi, nhưng thật sự nó thật với các bạn luôn, nó rất là cực. Đó. Chỉ trao đổi qua trao đổi lại thôi. Còn bây giờ mình đang tìm đường ra, ok. Chân một kính ở đây. Không biết cái nào được ta. Anh bị cái này nha. Mình đeo kính này thì ok, nó to, nhưng mà mình đeo mấy kính này đi. Nhìn sai ngay, nhìn sai lắm luôn. Nhìn sai cực kỳ. Cái này 2 triệu, cái này toàn trung bình khoảng cỡ trung bình mấy cái này khoảng cỡ 2 triệu mấy một cái. Đôi cái kính này mình mua là ở đây nè. Ai rất là nhiều người đang hỏi kính mua ở đâu. Owndays. Anh tên là Owndays ở Taka. Xấu mà đúng không? Xấu phải là không được.
Có bởi vì mặt mình thật sự rất là khó chọn kính. Có cái loại nào nó ok mà vì mặt mình to. Mình mới có đề phơm này nè, cũng phơm JD giống bạn đen mà màu đen mà cái các bạn nó hơi to hơn chút xíu. Bạn thử không? Dạ. Mình đeo cái này mình thấy ưng. Hay đó. Nhìn nhìn khác không? Nhìn khác không? À. Tí phượng đến, phượng luôn chọn ok. Xem xem ai à? Thì có những cái dễ hơn nó cũng xem xem. Không cần đâu. Là... không cần. Mà anh khó đeo kính á, thì anh đang hỏi ý kiến người phụ nữ. Thì giờ mấy này anh đeo vô rồi. Không được. Cái này nó cũng không đẹp lắm, là nó hơi bị em đeo kính phải ôm sát rồi, không có hở hở. Trả nợ quá sinh nhật. Hay bị trả nợ lắm. Mệt quá trời. Ăn no quá. Mỗi lần mình ăn no để ý nha, chảy mồ hôi quá trời. Lần nào ăn no, bây giờ ăn càng no bụng càng ưởn chứ. Nhìn như thằng có bầu 9 tháng đi shopping á. Hay fuck you. Sao? To quá. To, hơi to. Đúng không? To. To quá. Đồ thích này không ta? Đúng rồi, mình mua cho thằng bạn. Dạ. Thằng đồ thích không ta? Nghĩ già quá đúng không? Thì cái này đen, đúng rồi, đồ cái đen đó. Cái zip màu vàng thấy hơi sai hơn. À, trong đây mua đồ, mua mấy cái đồ mà gọi nấu ăn mới là gọi là tuyệt vời này. Không thiếu một cái gì mà đồ ăn luôn nhìn ngon. Thế mình đang muốn nấu gì không? Mình đang muốn nấu chili con carne. Nhưng mà mình đang cần cái sốt. Cái sốt đấy mình không biết làm như nào đấy. Cái sốt, mấy cái sốt đấy nó là level cấp cao. Đây này, bắt đầu dùng xào sốt nè. Ủa, cái này Chinese barbecue, carne teriyaki, Mongolian lamb, pineapple, sweet and sour. Mấy này mình không thích ăn, mấy món này không thích ăn. Bây giờ mình cần mua mấy cái này về nè. Oregano nè. Đi ra mình cần mua mấy cái này nè. Hơi mắc tí. Đầu tư vào bếp. Mua. Em ơi, mình tính tiền ở đâu ạ? Mấy cái lọ này của tôi là khoảng chừng mấy cái. Thì mua mấy cái lọ thôi, chừng 7 nhiều chứ. Tính ra nè, tầm mấy lọ thôi là 7.48. Cái căn nhà này mình nghĩ chắc các bạn rất là nhiều người mà xem stream của mình và stream ta suốt ngày nói xem stream nhỉ, rất là nhiều người mà xem vlog của mình chắc cũng biết về căn nhà này rồi. Đây là cái nhà gia đình của mình. Thì đây là hồi xưa là Hoàng và mẹ mình sống ở đây, bây giờ thì đa số là mẹ mình tất cả mọi thứ. Đây là nhà, nếu mà không còn đâu mà đi nữa là mình bỏ sẽ về đây, nhà gia đình đúng không, đâu ai cũng phải có một cái. Đây, mình cho các bạn xem sơ sơ qua nhà mình có gì nhá. Đúng ra là bên mình là hồi xưa cái sân nhà này ở bên ngoài đây là cái hồ bơi. Nhưng mà bởi vì nhà là nuôi hai thằng mập nên cái hồ bơi kiểu như là vô tác dụng luôn, không ai dùng luôn, không ai sử dụng tới luôn á. Đó, mà cái tiền thì chăm sóc cái đấy thì nó không có hề rẻ. Bây giờ cuối cùng ra là Hoàng quyết định là bịt nó lại luôn. Đó. Mình thì thấy nó hơi phí bởi vì thật sự một căn nhà mà có hồ bơi cái giá của cái nhà nó rất là cao. Mà thôi, nói chung nhà mình ở mà ngồi mình chăm một cái gì đó mình không có sử dụng thì nó hơi lãng phí. Bây giờ nó bịt lại làm cái sân này. Ngoài này là một cái sân này. Lâu lâu party ngoài này một tí thì đó. Mà trước có hồ bơi đẹp thiệt, công nhận. Đẹp thiệt luôn. Còn ở trước nhà thì đa số là chỉ là phòng ngủ thôi. Dưới nhà mọi thứ ở trước đây là ba phòng ngủ. Nếu mình nhớ đúng ra là đây là hồi xưa là phòng của anh mình đây. Đây là
phòng của mẹ nè. Và đó là phòng dư mà không ai ở trước giờ, là cái phòng của mình, nhưng mình không có dập vô. Và đó đúng là phòng của mình bên đó. Thế là lầu 2 chỉ đa số có như vậy. Mệt quá đi thôi. Đấy là người nuôi mình từ bé đến lớn đó các bạn. Hồi xưa là toàn Hoàng nấu không à. Mình ăn đồ ăn của Hoàng từ bé đến lớn, hiểu không? Là Hoàng nuôi. Hello mommy. Ây ui. Đâu? Ây ui. Sao thì bị delay nhiều lắm mà. Bị delay nhiều lắm mà. Delay nhiều lắm luôn à. Biết rồi, biết cái xe rồi. Nếu mà đây mà em ạ. Nhiều đốm hơn không? Hôm nay bây giờ tập là phải có hiệu quả. Mình đã đo kỹ rồi, rất là buồn. Nói chung là bơ ốm hơn hoài. Đo rồi. Mỗi lần mình dùng cái này á, là có thể nhìn rõ luôn là vú mình nó lắc. Em có thấy không? Nè đang đấm lưng nè, ngay bây giờ đang đấm lưng nè. Nói chung ở đây hưởng thụ tí xem TV các bạn ạ. Thôi tí mình sẽ đi về. Ngày sắp chuẩn bị kết thúc rồi, bây giờ mình ở đây với mẹ mình. Bây giờ đúng ra là cũng gần 9 giờ. Là mình bây giờ phải chạy tút vào quận 3 nữa, không nhanh đâu. Vì mẹ nhà này tút được cả vấp lận. Bây giờ tí chắc mình cũng chắc chuẩn bị kết thúc ngày ở đây mình đi về. Ngày kia mẹ mình bay về Anh, vậy cũng chắc chưa biết có cơ hội gặp lại không. Chắc mình có thể đưa ra sân bay, mình chưa biết nữa, xem sao. Nhưng mà cũng mệt rồi. Chắc mình cũng chuẩn bị ba một người đi ở đây. Well, I'm just not a fool.